chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ quen thuộc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay vẫn là những cái gương mặt rất quen thuộc của chúng ta vào tuần trước. Đầu tiên ngày hôm nay một người phụ nữ với rất là nhiều màu ở trên người. Đâu có anh nói đâu, nhiều màu, có màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Ở đây có thêm tí màu nâu. Rồi để cô đếm màu thôi là đã hết chương trình của chúng ta rồi. Xin được giới thiệu Miko Lan Trinh. Nhu Mì luôn luôn là người phụ nữ dịu dàng của chương trình Người Kết Nối. Xin được giới thiệu, đó chính là diễn viên Cát Tường. Anh nghĩ sao mà anh nói da beo là dịu dàng? Định nghĩa da beo. Nhưng mà cái gương mặt người ta toát lên một cái sự dịu dàng. Ok, rồi. Vậy thôi, không dám nói. Đấy là một con người dịu dàng, ý anh là như vậy. Đừng sao cái lớp da. Rồi, và người còn lại đó chính là Quang Bảo, người mới đến với chương trình của chúng ta nhưng cũng đã rất là quen và bắt nhịp được với không khí của chương trình. Xin giới thiệu Quang Bảo. Nga, đẹp trai. Miko, ẩn đằng sau lớp da là một con beo. Em tóm tắt sơ lại về bạn Minh Hoàng để cho khán giả nào mà bỏ mất tập trước thì còn biết là bạn làm cascader mới lên Sài Gòn thì làm việc được 5 năm. Nhưng cái quan trọng ở đây là niềm đam mê của bạn cháy bỏng đến mức mà bạn từ bỏ luôn tình yêu và cái đám cưới sắp tới của mình. Cái đó là cái chính đó thưa quý vị, chương trình Người Kết Nối của chúng tôi. Đó là lý do tại sao cử Miko Lan Trinh đến để gặp gỡ nhân vật của Người Kết Nối. Để chúng tôi muốn hàn gắn lại cái sự tổn thất trong trái tim của bạn ấy. Tất cả những cái sự tổn thất đã lùi về tập trước rồi. Ở tập này nó sẽ mở ra một cái sự kết nối rất quan trọng mà Lan Trinh lại giới thiệu thêm một nhân vật mới nữa, một cô gái nữa. Một cô gái nữa? Not me, không phải em. Không phải em. Là chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi xem là có. Em làm chị bàng hoàng quá. Sao nhiều người xuất hiện quá vậy? Gì vậy? Bây giờ mình phim này nhiều dai lắm. Rồi và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi nha. Để đem đến một món quà bất ngờ cho Minh Hoàng, chương trình Người Kết Nối đã bí mật đưa ba mẹ anh từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh. Chào cô, chú. Được biết cô chú mới từ Cà Mau lên đến Sài Gòn đúng không ạ? Đúng. Cô chú đang cảm thấy như thế nào trước khi mình sẽ đi nhìn ngắm một ngày làm việc của Hoàng? Nãy giờ cũng nôn, cũng muốn đi cho nó gặp chị Hoàng để học ra làm việc ra sao. Dạ. Thì nghe nó đi theo diễn rồi nó phụ kéo dây là dàn dựng gì đó. Dạ. Có bao giờ mà Hoàng quyết định một điều gì đó mà chú không có đồng ý xong rồi cãi nhau không? Không có đâu. Nó nghe lời lắm kiểu làm thì, gì người kết nối đang dò hỏi là... xem đọc tỉnh tình hình thì, cũng hỏi mé mé giống như là nhân vật vậy đó. Cũng đi tắm biển thì mình đến thì cũng sợ, cũng la gầy nó rồi nó cũng rồi thỉnh thoảng nó cũng lén đi bơi theo bạn bè nó thì về cũng la gầy nó. Nhưng mà nhờ vậy mà về nó mới tôi biết bơi nha. Mong muốn hiểu rõ công việc của con, ekip chương trình đã giúp ba mẹ Minh Hoàng âm thầm theo dõi con từ xa. Cô chú, nãy giờ cô chú có thấy con mình không? Thấy bóng này ghê hả? Ổng mắt ổng thôi mà, còn tôi thấy rõ. Hả, cô thấy rõ hả? Giờ mở mặt ra đi. Mở ra đi. Mà đừng có để cho Hoàng thấy nha. Cảnh đầu tiên, lần đầu tiên cô chú nhìn thấy Hoàng đóng phim hả? Nhưng mà cái cảnh này thì là Hoàng không có hoạt động nhiều, không có phải đánh đấm. Cô chú biết Hoàng đang đóng vai làm sao không? Nó giống như bảo vệ vậy. Dạ, làm vệ sĩ. À, cho cô hỏi là cô thấy trong cái môi trường đóng phim như vậy, cô có thấy phức tạp không? Thì đóng phim này phải phức tạp rồi. Cô có lo. Nhưng mà nếu mà mình giữ mình tốt thì cũng đâu có gì. Dạ, rồi mà cô thấy con mình đóng phim vậy thì cô có thấy tự hào vui không? Vui hả? Thấy cũng hạnh diện chứ. Dạ. Ví dụ bây giờ lên TV mà nói sớm đồ người ta khen ngợi thì mình cũng vui. Thấy hạnh diện hả? Hồi nãy là con đã phỏng vấn Hoàng. Bây giờ con mời cô chú xem lại nha. Cái tay thẹo phỏng. Hồi bữa nó muốn lượt. Coi con vô dưới mà đây coi. Mình đốt cho sân khấu của chương trình Hài Xuyên Việt.
cái tài như nó hồi bữa nó đóng trên sân khấu của xuyên Việt cái gì đó mà mình đâu có biết đâu, thấy cũng cũng coi là cũng có chỗ mà có người cháy mà không biết là nó cháy chừng lúc mà chị nó coi bình luận á, chị thấy chị mới hỏi nó lúc đó cô có hết hồn rồi thì cũng nói nó rồi nguy hiểm gì mà đâu vậy nó cũng làm mà nhà lừng không xa sẽ bị chị này bị tại vì nó nói tại vì nó lễ tay xuống vậy nè cái gì nữa sao hôm bữa ông tắm về thấy hỏi sao vậy nó châm mì rồi nước sôi nó bị cháy. Chứ dạ chú biết rồi chú có bực mình không? Lo qua cái câu chuyện này thấy người kết nối cũng đã dò hỏi cái cảm xúc để xem coi là phản ứng của ba mẹ khi mà biết sự thật thì như thế nào. Nói chung là người kết nối rất là quan tâm và cũng dự trù trước tình huống là chắc là sẽ xúc động nhiều. Anh thấy hình như mắt của bố bạn ấy hình như là hơi mọi người hiểu không là đúng không? Mọi người ở lý ra là cái chuyến đi này chỉ mời mẹ của Minh Hoàng đến thôi, tại vì ba của Hoàng là đang bệnh. Đang mệt. Nhưng mà vì quá nhớ con nên bố đã đòi đến. Đòi đi luôn. Ba đi thì và ba là người duy nhất trong nhà mà cả gia đình cứ muốn cố giấu. Nếu như mà cái gì mà cứ chị hai biết, mẹ biết ít hơn chút thì ba là không cho biết gì hết. Cái tay bị phỏng đó mẹ còn biết được, sau này mẹ mới biết được cái người bị cháy trên sân khấu Cười Xuyên Việt là con trai mình. Thì còn ba thì chỉ nghĩ đó là do châm mì nước sôi đổ trúng thôi. Nhưng mà tại vì một phần là có lẽ là bạn ấy cũng sợ ba nhất trong nhưng mà nhà. Thật sự mọi người mẹ nghĩ đi, nếu như mình là phụ huynh hay mình là người nhà mình thấy cái cảnh một người bốc cháy trên sân khấu vậy, nghệ thuật thì nghệ thuật chứ vậy đâu có dám đâu mà mình dám. Mình sợ lắm nhưng mà còn bây giờ mới biết được là mình con nhân trong nghề mình dòm nãy giờ coi mình mà thấy được khoảng sợ. Đầu tiên á mình phải thấy là Hoàng đã cố giấu ba mẹ trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ chương trình tới nói cho ba mẹ biết, em sợ là Hoàng sẽ giận, Hoàng có thể là sẽ nói ai cho phép, tại sao lại ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, có thể như vậy, hoặc là lại phản tác dụng của chương trình, có nghĩa là chính bản thân ba mẹ Hoàng sẽ cảm thấy công việc này quá nguy hiểm xong rồi bắt Hoàng coi như là hỏng hết tất cả các ý nghĩa là mình muốn thuyết phục ba mẹ tại vì thấy là Hoàng đang đam mê như vậy và mong muốn ba mẹ cũng là người ủng hộ công việc của Hoàng, nhưng mà bây giờ biết đâu lại ngược lại. Đúng rồi, thực sự em rất lo lắng. Liệu ba mẹ còn phát hiện thêm điều gì nữa từ con trai của mình hay không, mời quý vị. Để giúp ba mẹ Minh Hoàng hiểu rõ hơn công việc cascader quá nguy hiểm của con trai, Lan Trình quyết định đưa cả hai đến với nơi mà anh tập luyện. Để coi là thân thủ của Hoàng như thế nào rồi ha. Miko sẽ tiếp cận với bạn Minh Hoàng. Một ngày quay phim xong mà có vẻ trời ơi, vẫn dư năng lượng. Hello Ly. Hello. Dạ hai. Chào. Trời ơi nhìn khác quá ha. Thời sáng xấu hơn mặc vest đó. Nó vẫn là màu đen nhưng mà style khác. Thấy như mình chỉ đạo luôn cho mấy bạn tập hay sao? Đúng rồi, cũng có đôi khi là mình chỉ đạo cho quay clip lại để cho anh em mình có kinh nghiệm gì đó đâu. Hay quá vậy, làm 5 năm là cái đó là kinh nghiệm cho mình tự học được á hả? Đúng rồi. Thôi bây giờ là có sư huynh ở đây thì nhờ chỉ cho muội ha, với lại các anh em ở đây vài động tác làm chung xong rồi có thể tí nữa biểu diễn cho Miko coi được không? Rồi chơi. Rồi, đỏ. Đó. Đúng rồi, đỏ. Miko Lan Trinh cũng muốn thử sức mình với công việc cascader này. Đỡ. Rồi, móc lên mình đỡ lên đây thôi. Rồi, ok. Rồi, móc qua đây. Cúi người qua. Đúng rồi, tới đây. Rồi, bập lên đây. Đúng rồi, rồi tay này quơ qua là mình chụp đây thôi.
Rồi bé Quân vô làm cái này luôn, coi là mình thiệu hạ mình coi nha. Đưa rồi bỏ. Trời chấm à, 1 2 3 qua. Rồi 4. Cái này chắc không làm được đâu. Thử nha. Thử đi. Rồi từ đây chậm thôi, em gấp rồi. Đã. Ôi tướng xấu. Thằng ông bé em luôn á. Anh Đinh là bảo đưa tay ra để bảo quay. Điều này cho thấy là Lan Trinh rất là có khiếu trở thành cascader. Quay được mấy cái cảnh đánh đấm que lên còn đánh đấm nữa chứ bộ. Cái cảnh đó là đẹp nhất rồi. Nói chung là cũng đưa được cái phần mông lên. Nhưng mà em thấy khó nhọc. Cái lúc đó là bạn nam vẫn tự vẫn xoay luôn chứ là Trinh không có kẹp được. Trinh không kẹp được. Tính đợi cho Trinh luôn mà. Móc qua đường cái chân rồi tự người ta đưa lên rồi tự người ta xoay rồi tự người ta hạ xuống luôn. Chắc là sau phần đó bạn đó không thở được. Sao mới kẹp cổ này. Mọi người thôi đi, mọi người phải thương em. Em là người kết nối, em hy sinh em cặp lên cái cổ của bạn phải 3-4 lần mới ra được mấy cái cảnh vậy. Đúng không? Cặp tới 3-4 lần là đúng quá hả? Cặp cả muốn tê đuôi luôn á. Chắc qua ngày hôm sau nghỉ làm luôn. Cảm giác lúc đó thấy sao? Dạ lẹ quá. Lẹ quá cho nên làm lại 2-3 lần đó chị. Ước gì xây được vài vòng nữa hả? Nhưng mà cá nhân em chỉ mới một cái đòn nhỏ vậy thì em thấy cái công việc cascader thế nào? Mệt chứ, trời. Nhưng mà tại vì mình thì cũng ít khi vận động nên mình chơi vài ba đường đó là mình đã thở hổn hển rồi. Còn ở đây là ảnh đã đi đóng phim từ sáng cho đến lúc tắt nắng xong về đây đã tiếp tục nhảy rồi đánh đấm như thế này nữa. Coi như là sức khỏe là vô địch. Mà ăn uống thì ít. Ừ, không có điều kiện ăn đầy đủ. Bởi vậy mới siêu gầy đó. Nhưng mà sau đó thì ba mẹ của anh ấy đứng đằng xa để xem con tập luyện thì cảm giác thế nào? Em không biết cảm giác sao nhưng mà cô chú khen em đánh được đẹp. Nhưng mà nói chung là nói là ngay là hồi nãy tôi có thấy là hai người cười dữ lắm khi mà cái cú Miko kẹp cổ con trai của người ta là người ta cười tủm tỉm. Cái đó là chương trình cố tình sắp xếp để làm nhẹ cái sự căng thẳng của ba mẹ khi mà thấy cái quá trình tập luyện rất là cam go và kịch tính của con trai, đúng có không? Có nghĩa em? Là con trai mà tập với mấy bạn nữ khác thì thấy cũng bình thường nhưng mà bị kẹp cổ bởi cô này thấy nó hơi ghê phải không? Chúng ta sẽ cùng dự đoán xem coi là ba mẹ của bạn ấy sẽ phản ứng như thế nào khi gặp con. Đây, mời hai người đoán đi. Thực ra là ba mẹ coi như là đang rất là nôn. Không biết là nôn theo cái trường hợp nào thôi. Nôn để mà trách mắng hay là nôn để mà nói với con một điều rằng là thương con quá. Là bởi vì lần đầu tiên thấy con làm công việc nguy hiểm như thế này thì đang không biết được rằng là họ sẽ đi theo cái chiều hướng nào. Nhưng vẫn thiên về cái chuyện rằng là họ sẽ thương con mình nhiều hơn. Là bởi vì lần đầu tiên được chứng kiến cái chuyện đó. Rồi thấy nó khó khăn, thấy nó vất vả như vậy. Mà không dám nói một lời nào. Chỉ dám me mé nói rằng là con đi giật dây cho người ta. Con đi theo đoàn phim như biết vậy. Biết giật dây gì nữa. Đi dây kéo giống vậy nè. Chắc hồi xưa em vẫn còn nghĩ giống như kiểu sân khấu hồi xưa đi kéo dây hay sao. Thì đó tại vì người ta cũng không hình dung ra được. Thì đó ngày hôm nay thực tế chứng kiến. Mà cũng may là chưa thấy mấy cảnh mà là bay nhảy hay là châm lửa trực tiếp á. Thấy xong chắc là còn hả căng thẳng kéo hơn về nữa. Luôn không cho kéo về nữa. Phải chị nghĩ là thật sự tới giờ phút này thì người ta đi theo coi nhưng mà cũng chưa thấy cái gì quá ghê gớm. Chỉ là biết là con mình cực khổ vất vả thôi, chắc là ba mẹ cảm giác là sẽ xót con và thương con nhiều hơn thôi. Nhưng mà cũng ủng hộ con tại vì trong lòng bà mẹ lúc có đoàn phỏng vấn quý vị thấy là nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là nó ngoan lắm, nó ngoan dữ lắm, nói gì đó cũng nghe lời. Mình nghĩ là ba mẹ chỉ thương con và xót con thôi. Chứ đến giờ phút này cũng chưa có gì quá nguy hiểm để mà phải ngăn cản. Em thì em lại nghĩ là cảm xúc của mẹ và bố sẽ rất là khác nhau khi gặp con trai. Khác sao? Khác sao? Người mẹ sẽ kiểu giống như là rất là cảm động, rơi nước mắt khi gặp con. Nhưng ông bố thì có vẻ hơi cấu giận. Nguyên Khang có cảm nhận như vậy. Anh nghĩ vậy đúng không? Anh nghĩ là như vậy. Còn Bảo nghĩ sao? Giờ phản ứng của ba với của mẹ là sao? Bảo nghĩ bố mới là người đáng phải xem. Bố mới là người không nói được gì, mới là người lặng yên. Còn bố thì nãy giờ dường như trong câu chuyện rất là ít nói. Và cái cảm xúc mà... Nhưng mà chị lại nghĩ người đàn ông mà ta vậy nhưng mà cuối cùng người ta sẽ ủng hộ con mình đó. Vậy bây giờ chúng ta cùng theo dõi xem nha. Coi đi. Em đang rất muốn mà mọi người coi. Chương trình của mình mang tên thật là chương trình Người Kết Nối. Có lẽ đã đến lúc chúng tôi cho ba mẹ Minh Hoàng gặp gỡ con trai mình. Hôm nay tới bây giờ sẽ có một cái món quà thứ hai để gửi tặng cho đến Minh Hoàng như là một lời cảm ơn
là Hoàng đã rất là quan tâm, tâm và Hoàng đã cố gắng hết mình cho nghề, và cũng như là một cái sự động viên, hy vọng là Hoàng sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp sức lâu hơn nữa nghề này. Được không? Được. Rồi, sẵn sàng đến với món quà đó chưa nè? Dạ, sẵn sàng. Ủa? Dạ. Thôi. Hả? Thôi. Thôi, lên đây luôn. Ừ, lên thì sáng tới giờ, lên kêu quay thấy con cái đằng bàn hay chỗ mụn chín. Rồi, lên tới đó luôn hả? Hôm bữa nói là kéo dây không? Thì làm kéo mà. Kéo rồi kéo, cái này kéo hả? Cái này tập võ. Cái này tập võ. Đang trách đấy. Vậy giận như thế vậy? Ông không giận mà ông sợ. Ông sợ mấy cái đóng nó dài khó. Nhiều khó quá đấy, phải cẩn thận chút. Nguyên ngày hôm nay chú đi, chú thấy công việc của Hoàng như thế nào? Cũng làm cũng vất vả, cũng được từ điểm đấy tư nghiệp thì tôi ấy gắng làm, mới thấy gì lo còn có tương lai nữa. Dạ công cho công việc thì cũng mừng mà cũng hơi lo, có mấy cái chuyện nào mà nó hơi khó quá thì cũng cẩn thận một chút. Còn Hoàng dạ. Thì Hoàng có giận chương trình không? Có xíu xíu. Thì cái những cái mình giấu á, thì cô nghĩ là nếu mà sự nghiệp của mình đam mê tới như vậy mà mình cứ giấu ba mẹ hoài cũng không phải là cái điều tốt. Rồi nhưng mà ba sao giận được? Này thì con phải cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Chương trình cũng dày công cực khổ rồi lặn lỗi rồi chứ. Tôi xuống tỉnh quê rước ba má đây để chứng kiến cái cảnh sống sinh hoạt như vậy sao. Dạ phải cảm ơn mình nhiều á, xúc động quá đúng không bà? Xúc động nhất là khi ông bố đã rơi nước mắt khi mà phát hiện ra con mình kéo dây mà như vậy nè. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là bạn Hoàng sẽ mặc dù là hơi trách chương trình nhưng mà bạn ấy sẽ rất cảm ơn chương trình, tại vì những điều mà bạn ấy không thể nói được bây giờ lại có một trong một cái hoàn cảnh mà không thể tuyệt vời hơn nữa để có thể nói thật cái điều ấy với lại bố mẹ mình. Và quan trọng hơn hết là bố mẹ lại vô cùng cảm thông sau khi mà thấy được cái sự thật của con trai mình. Nguyễn Khang nghĩ là lúc đầu Nguyễn Khang cứ hình dung là nó sẽ bị bể cái kịch bản, nhưng cuối cùng thì cái kịch bản lại có rất là có hậu, gọi là một cái happy ending. Thật ra em thấy là mừng cho anh Hoàng, giống như là anh trút bỏ được cái gánh nặng trong lòng của anh vậy đó. Bao nhiêu năm chỉ dám nói mé mé thôi chứ không có dám nói thật với ba mẹ, thì ngày hôm nay là nhờ thông qua người kết nối là mấy cô Lan Trinh cũng như là chương trình thì bạn ấy đã có thể làm được cái điều đó. Mà em thấy là cái phản ứng của bác là rất là đúng luôn á. Tại vì người đàn ông á, thường thì họ thường là tỏ vẻ rất là ngang tàn, họ thường là hay trách mắng con, la con, mà đặc biệt là con trai, để mà giúp cho con có thể nên người, con đứng vững được. Nhưng mà rồi khi mà chứng kiến cái chuyện đó rồi và hiểu được cái chuyện đó rồi thì thường là họ chỉ lặng yên thôi, họ không nói được gì nhiều nữa cả. Thì ngày hôm nay là bác cũng đã bao nghĩ rằng là lo thì vẫn còn lo đó, nhưng mà rất là tự hào. Bởi vì không gì tự hào bằng cái việc rằng mình thấy con trai của mình sống đàng hoàng, sống tử tế, được mọi người yêu thương, mà còn được làm theo đúng cái đam mê của mình nữa. Lúc đó gặp thì thật sự là giữa ba và mẹ là ba là rất nước mắt trước mẹ luôn. Ba là người rất nước mắt trước mẹ vì kềm á, thì vì hồi nãy giờ mẹ có nói được, nói thì nó được giải tỏa cái cảm xúc. Còn khi là ba đã từ tiếp những cái thông tin từ cái ngỡ ngàng này đến cái ngỡ ngàng khác thì nó có hai chiều hướng, một là sẽ phát triển theo cái hướng tức giận, nhưng mà quy cho cùng á thì ba nào cũng thương con, và giữa hai người đàn ông thì cái lúc đó cái giận con là có, nhưng mà cái cảm xúc yêu thương á, nó và sự tự hào và cái sự cảm thông giữa hai người đàn ông á, nó mạnh hơn là cái sự tức giận. Cho nên lúc đó là đành phải vỡ òa cái cảm xúc. Cho nên là mình đã đoán đúng, ba sẽ vỡ òa cảm xúc trước cả mẹ và nhiều hơn. Nhưng mà đúng là mọi người thấy là
có thể cái đoạn đó như vậy sau này là bạn Hoàng cảm thấy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, và từ nay về sau thì có được một cái sự động viên từ phía gia đình để có thể tiếp tục cái đam mê. Mọi người thấy lúc đó cái phản ứng của Hoàng như thế nào? Thiệt ra giống như là bạn không biết phản ứng gì luôn á, giống như là bị bắt quả tang rồi, bây giờ mình phải hành xử sao là đây? Cái lúc đó đó là bảo đảm là bạn Hoàng sẽ có một cái cú thoát tim á, kiểu như là có hơi bị thoát tim là một chút xíu mới. Nhưng mà lúc đó làm Nguyên Khang lại đang rất là lo cho người kết nối ở đúng trong rồi. Cái trường hợp đó giả sử như một cái kịch bản khác nha, chúng tôi xin lỗi, là một cái kịch bản khác nó không có happy ending như thế này, mà người bố lao đến ví dụ như là la Hoàng tại vì tại sao giấu như thế, và người mẹ phải đứng ra can ngăn hai người, thì người kết nối sao? Nguyên Khang đang tưởng tượng cái hoàn cảnh nó sẽ như thế nào. Dạ con xin lỗi, dạ dạ thôi con về nha. Không, dạ, lúc đó là bác anh sẽ không thấy được người kết nối đâu, là chạy ra cửa trước. Dạ. Rồi bà chạy trước, rồi bà chạy trước trong cái trường hợp đó. Ủa anh sao vậy, em mới học được cái thế kẹp cổ mà. Em sẽ kẹp cổ ông đâu, nhưng mà bây giờ mình đâu phải hết đâu, mình vẫn còn phải có trò chuyện tâm sự gì nữa chứ. Em đã nói còn một người nữ nữa mà. À, dạ, dạ, coi, coi đi, coi đi, coi đi. Xem coi cái người nữ tiếp tục xuất hiện trong cái đoạn clip này là ai nha. À, đây là ba mẹ của Hoàng. Là cô chú ở dưới quê rất là lo lắng, không có hiểu lắm về nghề này. Thì anh có thể nói hơn, nói nhiều hơn về khả năng, năng lực của Hoàng, cũng như là nói nhiều hơn về nghề này cho cô chú được hiểu rồi. Dạ. À, thực ra cái nghề cascader thì nó đa dạng và nó phong phú đúng không hai cô chú? Thì trong đó thì đa số là mình thực hiện những cái cảnh hành động trong phim. Thì Hoàng đã đến lại câu lạc bộ cascader Phúc Thịnh cũng được 5 năm rồi. Thì Hoàng phấn đấu và con nghĩ là sau này Hoàng sẽ làm trở thành một cái người chỉ đạo võ thuật, một cái người mà tiến xa hơn. Hoàng á thì cái tính của Hoàng á là vui là chính, vui đến mà ví dụ như trong phim á, ví dụ cô chú thấy đánh một cái động tác đánh vô mặt hay vô tay là nhìn thấy nó rất là đau, nhưng thật sự á là nó chỉ cần chưa chạm là cũng cảm thấy đau rồi. diễn tất cả là diễn hết. Dạ thì cũng an tâm, nếu mà thầy nói vậy thì tôi thấy cũng an tâm. Thầy chủ trương là mọi sự đều phải là an toàn mới thực hiện, còn nếu mà không an toàn thì không dám. Cho tôi cũng gửi Hoàng cho thầy có gì cũng chị dạy nó thêm. Chú cô cứ yên tâm, thì Hoàng thì đang phát triển cho một cái bước hơn nữa là về công tác là chỉ đạo võ thuật, và tương lai Hoàng sẽ làm tốt hơn nữa là đạo diễn hành động. Thì cũng đó là một cái tín hiệu mà vui để chú là cô, và khi mà mình làm chỉ đạo võ thuật để lại đạo diễn hành động á, là mình phải mình đã trải qua quá trình tập luyện nhiều, là có những cái suy nghĩ là mình chỉ lại cho các thế hệ phía sau, có các kỹ bạn thuật mình dạy cho mình chỉ cho người ta để người ta đóng những cái cảnh đó trong phim. Và điểm đến cuối cùng chính là nơi ở của Minh Hoàng hiện nay, một căn nhà trọ nhỏ nhắn nằm ở quận Tân Bình. Bên đài quay không sự biết không, nãy giờ nghe cái này không hay lên không? Dạ con. Cô đó đó hả? Hấp gơ. Gơ hấp gơ hả? Đó phòng đẹp chứ nhà. Nhưng mà nhỏ vậy đó. Thôi, bốn người ở đó. Sao cô? Cô thấy sao cô? Thấy phòng rất là con thì gái nhỏ không? Nhỏ ở thì cũng gọn cũng được. Ngủ thôi, chụp chỗ một chút mà ngủ thôi. Nhà cũng đủ hết trơn. Ba vẫn ngơ nghe hát đầy đủ không? Phòng mình thuê thì bao nhiêu tiền? 2.7 em. 2.7 điện nước xe luôn là gần 3 triệu. Con hy vọng rằng tất cả những cái khúc mắc thì cũng được giải đáp phần nào. Mình sẽ không còn nhiều cái lo ngại gì con trai mình nữa. Cũng như là thấy trên này con trai mình sống tốt, làm việc tốt và có người bạn gái bên cạnh chăm sóc nữa cũng đỡ lo. Con sẽ chăm sóc cho anh Hoàng suốt đời luôn. Được chưa? Vậy được chưa? Cảm ơn chị nhiều, tạo điều kiện cho tôi với ổng lên đây thăm Hoàng. Cũng biết chưa ăn chưa ở, với lại cách nó làm việc thì cũng an tâm. Chứ cũng thấy cũng hơi lo, ở nhà thì nghe nói là chứ cũng hơi lo. Thì mình thấy, nãy thấy thầy nói vậy. Những thầy nó nói vậy thì thấy cũng an tâm. Những mê cái nghề này thì cũng gắn bám theo nghề vậy. Học giỏi này cũng tốt, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ mình. Đừng có ý cái là có gõ hay ra đường cái này là bảy ba thì cũng nó rớt không phải nơi. Dạ gõ thì không phải nơi
chứ mẹ hồi đó ra ngoài quánh này quánh ở cái quánh ở cái quánh thì không tốt. Yeah. Xin cảm ơn cô chú đã đồng ý cho tụi con được mời cô chú lên Sài Gòn và tham gia vào chương trình. Cũng như là xin cảm ơn Hoàng, bởi vì Hoàng đã rất là cố gắng trong nghề làm đẹp cho điện ảnh. Thì cô cũng rất là cần như vậy. Mai mốt có gì nhớ đóng thế cho tôi nữa. Đóng thế cho Hương Khánh rồi, đóng thế cho tôi nữa. À, cô gái trong cái câu chuyện này khiến cho chúng tôi rất tò mò là ai. Thôi chúng ta đừng có xâu xé chuyện đời tư của người khác. Lan Trinh phải kể. Có nghĩa là bây giờ là đã chia tay người cũ, mình cứ mãi nhắc về câu chuyện cũ, nhưng thật ra là bạn Hoàng cũng đã có một cái sự bước tiếp rồi. Và đã có một cô gái là sẵn sàng kêu là con sẽ chăm sóc cho anh ấy suốt đời. Nhưng mà cái điều là quan trọng là làm sao mà anh ấy thuyết phục được cô ấy chấp nhận được cái công việc của mình. Thì đây, phụ nữ thì cũng có người này người kia, có người sẽ không ủng hộ, nhưng mà cũng có người vì yêu hoặc là vì hiểu sẽ ủng hộ cho ảnh. Nên bây giờ ảnh đã quen được cô gái này và cô gái này biết rất rõ về công việc của ảnh nhưng mà vẫn ủng hộ. Vậy thì tốt rồi, chúng ta chúc mừng cho anh ấy. Happy ending. Thứ nhất là hai cái vấn đề bạn ấy vẫn trăn trở trong tập 1. Thứ nhất là phải giấu ba mẹ về cái chuyện mà mình sinh sống lập nghiệp như thế nào với công việc cascader. Thứ hai là chuyện bạn ấy phải chia tay người yêu của mình. Thì cả hai cái vấn đề này đã được giải quyết trong tập thứ hai của chúng ta. Vậy là khen rồi, một tràng pháo tay cho người kết nối phải không? Người kết nối đã làm tốt công việc, đó là vấn đề mà Nguyễn Khang quan tâm ở đây. Và cái điều thứ ba nữa là người kết nối đã học được cascader bên này để mốt sau này có thể vận dụng vào trong những cái tập tiếp theo. Đấy, và mình rất là hy vọng là sau này nghề cascader phát triển hơn nữa, an toàn và có thu nhập đúng với những gì mà họ bỏ ra. Chính xác. Thưa quý vị, chương trình Người Kết Nối của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và cũng đừng quên khung giờ quen thuộc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu quý vị bỏ sót một tập nào thì có thể lên kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn nút subscribe. Quý vị cũng có thể gửi email theo địa chỉ nguoikếtnối@mcv.com.vn. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng có thể theo dõi những thông tin của chương trình thông qua Facebook là Người Kết Nối. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị có bất kỳ một trường hợp nào cũng như là quý vị thấy một cái hoàn cảnh nào có thể phù hợp với chúng tôi thì hãy gọi cho số hotline là 0919435550 quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đến đây thì Nguyên Khang cùng với ba người kết nối của chương trình, Mico Lan Trinh, Diễm Viên Cát Tường cùng với Quang Bảo xin kính chào và hẹn gặp lại.